Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình đã sốc hay tin ông Lê Khả Phiêu qua đời. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm 8 tháng 8 đã gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Nguyễn Phú Trọng vì sự ra đi của cựu Tổng bí thư Việt Nam ông Lê Khả Phiêu. Ông Tập đã nói như sau, ông sốc khi nghe tin đồng chí Lê Khả Phiêu qua đời. Tờ Trung Hoa Nhật Báo đã đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Việt Nam Lê Khả Phiêu. Trong thư có nói, đồng chí Lê Khả Phiêu là một nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãng tin nhà nước đã dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nói như vậy. Ông Tập cũng ca ngợi, ông Phiêu đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Được biết, cựu Tổng Bí thư Việt Nam qua đời vào ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông thọ 89 tuổi. Ông giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 cho đến tháng 4 năm 2001. Ông đánh giá đồng chí Lê Khả Phiêu cũng là người đồng chí thân thiết và bạn bè thân mật của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Ông Tập gửi lời chia buồn thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời nhân danh cá nhân. Phát biểu về đóng góp của cựu Tổng Bí thư Việt Nam đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói rằng ông Lê Khả Phiêu là đồng chí, là người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cũng theo Tân Hoa Xã, trong thư chia buồn, ông Tập Cận Bình có nói Trung Quốc coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc nâng cao sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình đoàn kết và hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Ông Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Trong thời gian ông giữ cương vị này, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại giữa Mỹ và Việt Nam vào năm 2000, mở ra một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai cựu thù chiến tranh. Tuy nhiên, ông Lê Khả Phiêu cũng bị cáo buộc là có chính sách thân Trung Quốc và đã chỉ thị nhượng bộ trong quá trình đàm phán biên giới trên vịnh Bắc Bộ với Bắc Kinh, dẫn đến phía Việt Nam bị thiệt mất ải Nam Quan, một phần thác Bản Dốc và hàng ngàn cây số vuông trong khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ thông tin này vì cho rằng không có căn cứ. Đây là hình ảnh thác Bản Dốc của Việt Nam, nay phần lớn thác này đã thuộc về Trung Quốc sau khi Việt Nam ký Hiệp ước Hoạch định biên giới đất liền với Trung Quốc trong giai đoạn ông Lê Khả Phiêu nắm quyền Tổng Bí thư. Theo thông báo đặc biệt vào tối ngày 10 tháng 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quốc tang dành cho ông Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức vào hai ngày 14 và 15 tháng 8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ là trưởng ban tang lễ gồm 35 người. Cũng sáng ngày 7 tháng 8, khi các báo nhà nước đồng loạt đăng tin cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu qua đời, thọ 89 tuổi, thì mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến không thương tiếc, mà thay vào đó là một số bình luận chỉ trích. Các báo nhà nước nói ông Phiêu qua đời sau một thời gian lâm bệnh, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Trong khi Facebook Lê Nguyễn Hương Trà thì cho biết rõ hơn là ông bị ung thư di căn, gia đình đưa từ bệnh viện 108 về nhà vào đêm 6 tháng 8. Sau khi ông Phiêu qua đời, những lời ca ngợi ông chỉ đọc được trên các báo nhà nước mà thôi. Ở chiều ngược lại, viết trên trang mạng xã hội, nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ bình luận như sau. Một cựu nguyên thủ quốc gia chết đi nhưng không nhận được sự tiếc thương nào của công chúng thì phải xem lại đường ăn lúc cầm quyền. Và như vậy, ông ta không xứng được làm quốc tang. Cùng thời điểm, Facebooker Phạm Minh Vũ, một người trong giới đấu tranh cho viết như sau. Năm 1999, Hiệp ước phân chia biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, lúc đó là Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải đã nhượng cho Trung Quốc cả ải Nam Quan, một nửa thác Bản Dốc và 15.000 cây số vuông dọc biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cũng sang tháng 12 năm 2000, lại là bộ ba quyền lực đó đã cắt 15.000 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ bán cho Trung Quốc ở Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ. Và người ta sẽ nhớ công lao với Đảng Việt cũng như Trung Cộng của Lê Khả Phiêu chắc chỉ dừng đó, một kẻ phản quốc bán nước thế thôi. Hình ảnh ông Lê Khả Phiêu bên trái trong lần đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 2 năm 2002, khi đó ông Phiêu không còn là Tổng Bí thư. Liên quan đến cáo buộc này, trong chương 20, sách Bên thắng cuộc,
nhà báo Huy Đức đã viết như sau: là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị, ông Lê Khả Phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Những quyết định đưa ra trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích cả trong nội bộ và trên dư luận, nhất là đối với những quyết định gây go để kết thúc đàm phán hiệp định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng trên nhiều phương diện, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ là người thừa kế những chính sách được thiết lập từ thời Thành Đô. Ông Huy Đức viết thêm như sau: việc hoạch định biên giới, cụ thể là phân chia 227 km vuông nằm trong 164 khu vực tranh chấp hoặc có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới, gọi là khu vực C, được quyết định trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Thủ tướng Phan Văn Khải. Tương nhượng là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc đàm phán, nhưng tương nhượng ở hữu nghị quan, thác bản dốc, những nơi mà từ xưa các nhà nước Việt Nam đều đã khẳng định chủ quyền và trong tiềm thức người dân thì đã trở thành một phần lãnh thổ thiêng liêng. Quả là quyết định cũng khó phân công tội. Nhà báo kỳ cựu này cũng tiết lộ chuyện hậu trường hội nghị Bộ Chính trị vào ngày 5 tháng Giêng năm 2001, kết luận việc ông Lê Khả Phiêu vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể và Hội nghị Trung ương 11, các vị cố vấn, đặc biệt là tướng Lê Đức Anh, cử người gặp các cán bộ lãnh đạo lão thành, thông báo những thông tin liên quan đến các sai phạm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ủy ban kiểm tra đã kết luận không đề nghị kỷ luật ông Lê Khả Phiêu và ông Phạm Thanh Ngân, nhưng không để tái cử trong nhiệm kỳ số 9. Bộ Chính trị đã họp và nói thẳng ông Phiêu phải rút khỏi Ban chấp hành Trung ương và có ý kiến đòi phải kỷ luật ông Phiêu trước khi cho nghỉ, theo sách Bên Thắng Cuộc chia sẻ. Và với công chúng nói chung, nhắc đến ông Phiêu, người ta lại nhớ đến hình ảnh trong bài thăm nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đăng trên báo BBC Việt ngữ vào hồi tháng Giêng năm 2009 gây xôn xao dư luận. Đây là hình ảnh, một trong những ảnh trong bài thăm nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đăng trên báo BBC Việt ngữ vào hồi tháng Giêng năm 2009. Thời điểm đó, cơ quan truyền thông Anh Quốc này nói rằng ảnh chụp tư dinh của ông Phiêu vào ngày mùng 1 Tết Kỷ Sửu do bạn đọc ẩn danh gửi tới. Các tấm ảnh cho thấy dinh thự nguy nga của ông Phiêu tọa lạc trên đường Lý Nam Đế, Hà Nội. Trong nhà có bộ ngà voi to đặt trước tấm ảnh chân dung cỡ lớn của ông. Ngoài ra là tượng bán thân của ông, trống đồng, tượng Phật và cả một vườn rau sạch. Chi tiết này được một số blogger nhắc lại khi ông qua đời với câu hỏi: nhà ông ấy có vườn rau sạch mà sao vẫn bị ung thư nhỉ? Cũng về sự kiện này, nhà văn Nguyễn Hưng Quốc hiện đang ở Mayburg, Úc viết trên trang Facebook của mình như sau: thế nào, báo chí Việt Nam cũng có những bài viết ca ngợi công trạng của ông. Tuy nhiên, khách quan mà nhận xét, trong mấy năm cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2001, hầu như ông không làm được điều gì quan trọng cả. Ông hay nói đến chủ quyền, nhưng dưới thời ông, trong hiệp định biên giới, Việt Nam nhường rất nhiều đất đai cho Trung Quốc. Ông cũng hay nói đến việc chống tham nhũng, nhưng dưới thời của ông, tham nhũng vẫn tràn lan. Ông cũng hay nói đến dân chủ, nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn hoàn toàn không có chút dân chủ nào cả. Tất cả các tổng bí thư kế tiếp nhau, trong đó có Lê Khả Phiêu, hầu như chỉ làm được việc duy nhất là duy trì độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Còn nhà báo Đỗ Ngà đã kể ra câu chuyện dài hơn về ông Lê Khả Phiêu với bài viết mang tựa đề Lê Khả Phiêu và con đường trở thành tội đồ. Đây là hình ảnh lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tại hội nghị Thành Đô Tứ Xuyên năm 1990. Vào năm 1989, Liên Xô và Đông Âu đã xảy ra khủng hoảng, làm hàng loạt chính quyền Cộng sản sụp đổ. Đứng trước tình hình như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là ông Nguyễn Văn Linh đã bắt đầu liên lạc với Trung Quốc để tìm kẻ đỡ đầu mới cho Đảng. Và kết quả là tháng 9 năm 1990, chính ông ta cùng Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng sang Thành Đô, Trung Quốc ký hiệp ước thuần phục. Nội dung hiệp ước Thành Đô là bí mật không được tiết lộ. Nhưng ngay sau hiệp ước ấy, chúng ta thấy rất rõ những nhượng bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chối cãi. Những nhượng bộ đó bắt nguồn từ sự phụ thuộc chính trị kể từ năm 1990 và cho đến nay, Việt Nam mất mát nhiều về tay Trung Quốc. Trong đó, ô nhục nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp thuận để Trung Quốc vẽ lại đường biên giới là một phần lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu rơi vào tay giặc. Từ trước Hội nghị Thành Đô, đường biên giới truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc thời đó được minh định bằng Công ước Pháp và Thanh ký năm 1887 và ký bổ sung vào năm 1895. Thế nhưng cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã manh nha muốn xé bỏ hiệp ước ấy. Vậy nên vào ngày 20 tháng 2 năm 1970, Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người, kể cả lực lượng vũ trang, lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác Bản Dốc thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Công trình này đã xâm phạm sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thong và ngang nhiên nhận cồn này là của họ.
căn cứ theo đường biên giới này thì Trung Quốc đã nuốt hết nửa thác Bản Dốc của Việt Nam, và kể từ đó dọc 1.406 km đường biên giới, Trung Quốc đã liên tục cho đập phá cột biên giới và rời nó vào sâu trong lãnh thổ của Việt Nam để xí phần. Và hội nghị Thành Đô đến như là một cơ hội lớn cho Giang Trạch Dân hợp thức hóa những vùng đất xâm chiếm ấy. Đây là hình ảnh ải Nam Quan của Việt Nam hơn 100 năm trước, nay đã không còn là của Việt Nam. Vì với thái độ cầu cạnh của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng, thì ngay khi đó Giang đã ra giá với Đỗ Mười rằng phải ký lại một hiệp ước biên giới khác và hủy bỏ hiệp ước Pháp Thanh. Và lúc đó Đỗ Mười đã gật đầu. Dựa vào thỏa thuận đó thì ngày 19 tháng 10 năm 1993, hai đoàn đàm phán chính phủ của hai nước đã ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ. Trong thỏa thuận này, tuy Việt Nam mất nhiều nhưng Giang Trạch Dân vẫn chưa vừa lòng. Vì vậy ông ta tiếp tục cho gây hấn với Việt Nam để tiếp tục lấn tới nhiều hơn nữa. Và phía Việt Nam đã nhượng bộ khá nhiều. Mãi đến ngày 30 tháng 12 năm 1999, sau 6 vòng đàm phán ở cấp chính phủ và 16 vòng đàm phán ở cấp chuyên viên, thì hiệp ước hoạch định biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được ký. Người có chủ trương chấp nhận ký hiệp ước này không ai khác, chính là Lê Khả Phiêu. Và Việt Nam đã mất 13.989 km vuông về tay Trung Quốc. Như vậy, hiệp ước hoạch định biên giới đất liền chính là một bản hợp đồng bán nước. Nó có tác dụng mua lấy tình hữu nghị giữa hai đảng. Phần đất bị mất này, người chịu trách nhiệm lớn nhất đó chính là Lê Khả Phiêu, chứ không ai khác. Chưa hết, đến năm 2003, thời của nước Đức Mạnh, thì diện tích đất liền của Việt Nam lại một lần nữa giảm xuống, chỉ còn 310.070 km2, tức là Việt Nam mất thêm 990 km2 nữa, và theo nhà báo Đỗ Ngà cho biết qua bài trên Facebook của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tập Kinh Bình sốc khi hay tin ông Lê Khả Phiêu qua đời. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.